Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với vật liệu VLI, một dạng vật liệu phát sáng trong thành phần vật liệu mở rộng của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng có hai đèn treo tường, một đèn dạng tip và một đèn dạng ốp tường. Bây giờ các bạn bật mờ lên, tôi sẽ ốp vật liệu VLI cho đối tượng này. Để kích hoạt vật liệu VLI thì các bạn bấm vào đây, kéo ra. Tôi nhấp nút hai lần chuột trái ở vùng này để hiển thị thuộc tính. Đầu tiên tôi chọn đối tượng, chọn vật liệu và gán của nó. Nếu các bạn chúng ta đã chọn nhầm, tôi cần chân dép vào trở lại. Sau khi chọn lại xong, chúng ta chọn vật liệu và gán vào. Thì vật liệu ở đây đã hiển thị rồi. Bước tiếp theo, các bạn có thể bấm phím render. Tôi kéo vào đây và kéo khoanh vùng chúng ta render test. Thì điều đầu tiên tôi thấy vật liệu chúng ta đã hiển thị ánh sáng nhưng còn rất yếu. Nếu như các bạn muốn tăng lên, các bạn có thể tăng phần multi ở đây. Tôi tăng lên 10 và render lại. Thì mỗi lần tăng vật liệu chúng ta sáng lên một chút. Nhưng các bạn có để ý thấy rằng vật liệu chúng ta dùng sáng đến mấy cũng hơi giả. Nó không có chiều sâu như là chúng ta tô màu cho nó vậy. Nếu như các bạn muốn kích hoạt vật liệu này vừa phát sáng mặt sau vừa phát sáng các mặt trước nữa, chúng ta click vào đây và sử dụng các chế độ Multi Color Bias và render lại. Thì ánh sáng có vẻ phát ra ngoài một chút. Nhưng nhìn chung với vật liệu này chúng ta làm đèn thì không hợp lý cho lắm. Nó chỉ dùng để hiển thị rằng đèn của chúng ta phát sáng tại vị trí đó mà thôi. Để vật liệu này đẹp hơn, các bạn nên kết hợp với một map gọi là Gaussian Ram. Tôi ví dụ như sau. Nếu các bạn bấm này hiển thị vật liệu thì thực ra nó cũng không hiển thị bên ngoài. Tôi có thể gõ phím cờ, chọn Gaussian Ram. Và chúng ta kết nối đối tượng này với phần Light Color. Bên cạnh đó, do đối tượng này bấm vào hiển thị ngoài nhưng nó không hiển thị map Gaussian Ram này, chúng ta sẽ phải dùng một vật liệu thay thế. Tôi kéo về đây MTL và các bạn cũng kết nối phần Gaussian Ram vào phần diffuse, mục đích để chúng ta hiển thị đối tượng này thôi. Tôi chọn đối tượng này, chọn đối tượng này và gắn vào. Bây giờ các bạn nhấp đúp vào map Gaussian Ram hoặc là hiển thị vật liệu lên luôn thì thấy rằng Gaussian Ram có tác dụng như sau. Phần đen là phần nó mất đi và phần ánh sáng này chúng ta giữ lại để phát sáng. Tôi cố tình tạo cái map này để chúng ta trông vật liệu có vẻ có khối hơn. Các bạn nhấp đúp vào map này, chúng ta chỉnh. Tôi sẽ thêm ở đây màu đen, nhấp đúp hai lần chuột trái vào cái mũi nhỏ này và cho đen. Bây giờ tôi chọn vật liệu này, dán lại. Mục đích chúng ta dùng vật liệu này để hiển thị và chỉnh map Gaussian. Các bạn gắn vào. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại để xem bề mặt hai bên này nó có chiều sâu hơn hay không. Chúng ta có thể giảm đèn đi một chút. Tôi cho khoảng 20 và tiếp tục render. Do đối tượng của chúng ta phát sáng quá mạnh như vậy, tôi sẽ bỏ 3 dấu này đi. Và render tiếp. Các bạn thấy ngay rằng chúng ta có một vệt sáng ở đây. Cái map này là Gaussian Ram. Cái sáng phần ở giữa, những phần tối còn lại ở hai bên tạo khối cho đối tượng của chúng ta. Nó sẽ dùng đi kèm với đèn VLI này. Chúng ta có thể chỉnh đi chỉnh lại các thông số. Tôi tăng lại các thông số này, giả sử 50 và tiếp tục render. Thì thấy rằng đối tượng chúng ta cũng phát sáng nhưng có vẻ như có khối hơn nhờ map Gaussian Ram. Các bạn có thể chỉnh lại map này theo ý thích của mình. Có thể tôi thêm một cái vị trí vào đây, nhấn được trái vùng này và nhấn nút vào cho nghiêng trắng. Ở bên này cũng vậy, và giữa tôi thêm màu trắng và sinh động hơn và kéo thả các vị trí này sao cho hợp lý. Bây giờ chúng ta tiếp tục chọn đây lại thì phần giữa này sẽ sáng nhiều hơn và trông có khối hơn rất nhiều so với ban đầu. Nếu như tôi bỏ cái này đi, tạm thời ngắt kết nối. Chúng ta render lại xem, nó sẽ không có khối và đẹp như thế này đâu. Trông rất bằng và tôi kết nối lại. Trông đẹp và sinh động hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta làm đèn có một cách khác. Bây giờ chúng ta tắt bảng vật liệu đi.
Tôi sẽ ví dụ với cái đèn bên này. Chúng ta có một cách khác như sau. Các bạn chọn khởi tạo đèn và dùng đèn của VLED. Rồi là nguyên dạng, chúng ta sẽ chọn dạng nét và vẽ ra ngoài này. Bấm chuột trái một lần. Sau đó chúng ta qua Modify. Đây là dạng đèn khá thông dụng và phổ biến, dùng làm đèn phát sáng vừa có khối trông rất đẹp. Các bạn có thể kích hoạt Double Star. Chúng ta kéo xuống dưới. Đèn dạng mát này chúng ta sẽ kích mát và kích vào đối tượng. Sau khi kích vào có thể vị trí nó bị sai lệch, chúng ta sẽ kéo lại một chút. Bây giờ tôi cũng bạn sẽ render thử phần này. Tôi thấy rằng với dạng đèn này thì ánh sáng phát ra vừa đẹp mà vừa thật hơn. Các bạn có thể đổi màu như chúng ta dùng đèn VLED blend bình thường thôi. Màu sắc và cường độ. Chúng ta có thể pick thêm phần mask đèn thứ hai cho đối tượng này. Qua modify kéo xuống và cũng pick lên, kéo vị trí lại và render cả hai đèn. Sau cách dùng map VLED Line thì cách dùng đèn VLED Blend dạng mask đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy nếu được chúng ta khuyên dùng dạng đèn fixed mask.